Xin chào mọi người đã đến với kênh Làm Sao Biết Được TV. Mọi người cần xem dưới tay thì các bạn Zalo hoặc Viber số điện thoại dưới góc màn hình này nha. Hôm nay video mình sẽ giới thiệu nói về tại sao các gò trên bàn tay nó nhô đầy nhưng mà không có tiền. Tại vì có một bạn là bạn tên này là tên Hồ. Bạn có bình luận là gò một tinh của mình càng ngày càng nhô đầy nhưng mà cuộc sống của mình thì càng ngày càng bế tắc. Tại sao như vậy? Cái gò một tinh là gò này nè. Bạn nói là cái gò này của bạn càng ngày càng nhô đầy nhưng mà cuộc sống bạn bế tắc cực kỳ lắm. Cái gò này mọi người này, cái gò này là thể hiện là người này có ý tưởng, có kế hoạch, có mong muốn làm việc này việc kia, và người này muốn sự nghiệp của họ sẽ thăng tiến và được chi phối người khác, chỉ huy người khác. Đây là cái vị trí địa vị đấy, cái tham vọng. Càng ngày càng phát triển thì bạn này đang càng ngày có mong muốn gì đó, có một cái ý tưởng, có một kế hoạch gì đó phát triển trong nghề nghiệp và phát triển về gọi là được sự chi phối, được sự chỉ đạo người khác phát triển. Càng phát triển lên thì càng tốt, tại vì cái ý tưởng của người này rất là tốt, cái mong muốn người này đang càng ngày được càng thể hiện cao lên, càng thể hiện rõ ràng hơn và có khả năng được chi phối người khác. Tuy nhiên cái việc này nó nổi đầy lên, nhưng mà tại sao mà nó bế tắc? Nổi đầy lên, tuy nhiên mà vị trí trong này nó rối thì cũng không được. Tại vì cái địa vị hiện tại, vị trí trên này này, nó rối thì không được. Ví dụ như có nhiều đường cắt ngang cản phá của vị trí này, thì thể hiện là cái việc này anh ý tưởng anh tốt, anh mong muốn, cái mong muốn của anh là được rồi đó. Tuy nhiên mà nó rối trong này thì nó cản trở cái việc này, nó làm cho công danh sự nghiệp của mình chưa thể nào mà đạt đấy như mong muốn được. Ý tưởng là anh là càng ngày anh càng mong muốn cái việc này, tuy nhiên là nó cản trở, nó không có thể hiện được, thì nhất là rắc rối. Thứ hai, có nhiều bạn là vị trí này rất là đẹp nhưng mà cũng không giàu có được. Vị trí này người ta gọi là cái quan vận nè. Cái quan vận nó khác cái quan lộc. Quan vận là anh được làm quan, anh được chỉ đạo người khác, cái việc anh thăng quan tiến chức là chị mình là tốt rồi đó. Tuy nhiên nó có quan lộc là có tiền hay không, tiền hay không là vị trí ở đây. Khu vực này nó thể hiện là khả năng về giao tiếp, thương mại và tiền bạc nằm đây. Cung tài bạch nó nằm ở dưới này nè. Đó, cho nên là vị trí này anh mà nó nhô đầy nhưng mà xấu ở đây không được nè. Ví dụ như có đường đấu đây không được nè. Hoặc là đây nổi nhô đầy lên mà chứ này mà cung tài bạch ở đây nó khô đắt thì tiền bạc nó không có đến được. Không đến được thì cũng đâu có thể giàu có được, cuộc sống bế tắc. Hoặc là anh gặp cái vấn đề liên quan đến tiền bạc bị hao tài đi, anh nợ nần thì cái việc này công việc anh không ảnh hưởng. Thôi mình không nói về những cái rắc rối trong này, mình nói về cái phát triển vị trí này, thì cái việc anh làm một phát triển đó, tuy nhiên mà cái tiền lộc nó không đến, vận lộc nó không đến thì cũng cuộc sống cũng bế tắc được thì bình thường. Cho nên là xem với tay mình không thể nào mà xem một cái gò rồi mình nói tất cả một thứ được, mình phải kết hợp nhiều gò với nhau. Thì bàn tay mình có gò, ví dụ như gò đây là gò mộc tinh nè, thổ tinh nè, thái dương nè, thủy tinh nè, hỏa tinh thứ hai nè, hỏa tinh thứ nhất nè, hay là thái âm nè, kim tinh nè, bình nguyên hỏa tinh nữa. Nó có cái gò, có nhiều gò để mình kết hợp vào. Ví dụ như mình nói thế này, đây là gò nguyệt nè, hay người ta gọi là gò thái âm á. Cái gò này thể hiện là người này hay mơ mộng, hay suy nghĩ. Gò này mà càng nhô đầy thì anh thường thường là anh đưa ra những cái ý tưởng tốt ha? Anh mơ mộng tốt, những cái việc gọi thực tế. Gò này thấp thì anh làm thường thường là anh bị sầu tư, sầu muộn, và anh hay gặp bế tắc. Anh nào mà cái gò này càng nổi đầy thì càng sáng. Thứ nhất là về ý tưởng, về cái mơ mộng, về cái mong ước là hiện thực hay không. Cái mong ước hiện thực này nó tiếp tục là anh có cố gắng hay không, anh có nghị lực để làm hay không. Vị trí này nè, anh trên này mà anh không tốt thì cũng đâu có làm được. Vì anh làm ý tưởng anh tốt nè, anh cái việc mơ tưởng của anh là tốt nè, nhưng mà khi đến cái phần nghị lực này, cái phần thực hiện này, anh không cố gắng, anh làm cho qua loa thì cũng đâu có được, đúng không ạ?
anh làm cho qua lô, anh làm cho nó có, anh không cố gắng kiên trì nó thì cũng không có được. Hoặc là anh cố gắng kiên trì nó nhưng mà cái ý tưởng của anh mà nó không tốt, hoặc là anh đang gọi là sầu tư cái ý tưởng mình không thực tế thì cũng không có được, nó đâu đến được kết quả đây này đâu. Rồi thì bây giờ mình nói là ý tưởng tốt nè, kế hoạch được nè, kế hoạch tốt nè, có cố gắng nó làm nè, đúng không ạ? Nhưng mà trên này nó không có tốt về thương mại hay là làm gì hết, về tiền bạc không đến mà. Thì cho dù anh làm cũng không có được, anh làm không đến có tiền đâu. Nếu mà cái nhà vô đài này thì anh làm chỉ có lên cái danh thôi, được cái danh thôi mà không có tiền. Cái việc này nó phải nhô đầy luôn, khu này nó nhô đầy tốt lên thì cái vận nó mới tốt được, tiền bạc đến được. Giống như là anh có cái quan lộc nhưng mà anh chưa có, anh có quan vận nhưng mà anh chưa có tiền đây nè, ví dụ như vậy. Bàn tay mình phải xem thì xem nhiều gò, các gò phải nhô đầy và đồng thời phải nhô đầy lên, phải u đầy và nó hồng hào lên thì cái vận nó, người ta gọi là sinh khí tốt. Các bạn cái bàn tay nó sinh khí tốt thì việc mình làm sẽ gặp những nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển. Đấy là các gò là thuận lợi ha. Còn mình xem thì phải xem thêm những cái đường bên trong nữa, chứ không phải chỉ riêng vào các gò. Nhưng mà các gò thì thể hiện gọi là cái sinh khí, cái vận mình có được đang được tốt hay không. Ví dụ như bây giờ có ý tưởng tốt nè, cố gắng làm việc kỳ tốt á, anh có nghị lực làm á, nhưng mà cái vị trí này cô kim tinh này nè, đây là thể hiện cái sức khỏe, cái năng lực, cái sự sáng suốt đó. Ai nè, anh này mà nó ốm yếu mỏng manh quá thì con đâu có được, tại vì anh đâu có năng lực đâu. Anh làm việc gì anh cố gắng nhưng mà anh yếu quá, sức khỏe không có, ra ngoài gió bệnh mất tiêu, đâu có làm được, đúng không? Anh cho dù anh có mọi thứ rồi đó nhưng mà anh không cố gắng, anh không có năng lượng, sức khỏe không cho phép để làm, anh bệnh hoài thì làm đâu có thể tiến tới đây được. Cho nên là xem để mà phân tích các gò thì mọi người cố gắng là xem nhiều gò vào để phân tích ra một cái, chứ không có phải là mình chỉ xem một yếu tố rồi mình đưa ra quyết định đâu ha mọi người ha. Hay như mà mình có nói trước đó, những video trước là có mình nói là cái gò này, ví dụ như có nhiều bạn có cái hình chữ thập hay là ngôi sao ở đây rồi, hay là ô vuông ở đây, mà tại sao à? Nói là đây là có lộc may mắn, tiền bạc đến, công danh sự nghiệp thuận lợi đó, mà sao nó cũng trầm trầm đặc. Thứ nhất là có nhưng nó mờ thì cũng chưa có thể hiện được cái vận nó được. Thứ hai là nếu như có với hình dụ như hình vuông ở đây này, có những cái đường mà có được vào nó phá cái hình vuông này mất, thì tuy rằng là nó không có ảnh hưởng gì nhiều cho đến công danh, cho cái địa vị, tuy nhiên là nó không thể phát huy được cái hình vuông đó, không thể phát huy được cái vận đó lên, thì cũng thể là chưa có thể nào mà thể hiện được cái tính chất của cái hình đó lên được mình được. Cho nên là khi xem bằng tay mọi người nhớ kết hợp nhiều yếu tố vào để xem nha. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thấy hay và hữu ích, xin cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào và cảm ơn mọi người.